con gái út. Tại một khu nhà ven rừng nọ, có một cụ già. Con cái đi lấy chồng hết, chỉ có một mình. Hằng ngày cụ làm bạn với một chú sóc nâu sống trong một hốc cây trước nhà. Bà cụ và sóc nâu thân nhau lắm, cho tới một ngày. Chào cụ, hôm nay cụ dậy sớm thế ạ? Chào sóc nâu, dạo này ta thấy trong người mệt mỏi, khó ngủ nên dậy sớm quét tước nhà cửa một chút. Ôi, sóc ơi, ta thấy trong người mệt quá, ta phải vào nhà nằm nghỉ một lát vậy. Tội nghiệp bà cụ quá, có ba cô con gái thì đều lấy chồng xa, ốm đau chả có ai chăm sóc. Cho bà cụ vào từ sáng sớm đến giờ, vẫn chưa thấy bước chân ra khỏi nhà nhỉ? Có chuyện gì rồi à? Bà ơi, bà thấy trong người thế nào rồi ạ? Bà mệt lắm sóc nâu ơi. Thôi chết, để cháu tìm ba cô con gái của bà về với bà nhé. Sóc nâu tìm giúp ba cô con gái của ta về với ta. Ta mệt lắm, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Ta muốn gặp được các con ta. Bà yên tâm nghỉ ngơi đi, cháu sẽ gọi ba cô con gái của bà về cho bà. Chào chị cả. Ôi, sóc nâu, sao sóc nâu lại đến đây? Mẹ chị dặn chị về sớm, mẹ chị đang ốm và rất nhớ chị. Ôi, vậy ư? Sóc nâu ơi, ta thương mẹ lắm. Vậy sóc nâu đợi ta một lát, ta cọ xong đám chậu này rồi sẽ đi cùng với sóc nâu ngay. Chị cọ nhanh lên. Sóc nâu ơi, sắp xong rồi, sóc nâu đợi ta một lát nữa nhé. Ôi, bẩn thế nhỉ? Sao mãi vết bẩn không đi như thế này? Những người bất hiếu như chị không sợ trời phạt cho sao? Đó, đấy chính là hệ quả lòng bất hiếu của cô. Ôi, chị hai đang kéo sợi ạ? Em đến báo tin cho chị đây. Ôi, chào sóc nâu. Cơn gió nào đưa sóc nâu đến đây thế này? Mẹ chị nói chị về ngay. Mẹ chị đang ốm và rất nhớ chị. Ôi, mẹ ốm à? Chị nhớ mẹ lắm. Mẹ ốm có nặng lắm không em? Mẹ chị rất yếu. Chị về ngay đi. Ôi, chị muốn về ngay với mẹ. Nhưng chị còn bận kéo nốt chỗ sợi này. Sóc nâu đợi chị nhé. Chị nhanh lên, còn kéo cái gì nữa? Mẹ chị mong chị lắm. Chị muốn cố kéo cho xong chỗ sợi này rồi về. Kẻo bụi bẩn. Em e rằng vô cảm như chị, rồi trời sẽ phạt chị một đời ngồi kéo sợi đấy. Chào chị Út, chị đang nhào bột đấy à? Ơi, sóc nâu mang tin của mẹ đến cho chị hả? Mẹ chị bị ốm nên em đi tìm chị về. Thế thì chị phải về ngay. Chị cứ bình tĩnh, mẹ chị không bị nặng lắm đâu. Không sóc nâu ơi, chị phải về ngay sóc nâu ạ. Mẹ ơi, nhìn này, đẹp không hả mẹ? Mẹ đã về rồi đấy à. Cảm ơn sóc nâu đã gọi con gái ta về. Chị là cô con gái hiếu thảo, mọi người sẽ luôn yêu mến chị. Các con chị sau này cũng sẽ hiếu thảo như chị. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sun Pharma. Cô bé ngoài cửa sổ.
ăn quà đi các cháu ơi. Bà ơi, bán cho cháu một gói bim bim. Cháu một gói ô mai. Có ngày, có ngày. Này, đố các cậu đọc được câu này đấy. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp làng làng no nê. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp làng làng no nê. Lúa nếp là núa nếp nàng, núa nên nấp nấp. Buồn cười quá, đọc sai thế mà cũng đòi đọc. Đúng là dốt mà. Nè, suốt ngày lang thang đi bán hàng thế này thì còn lâu mới đọc được bằng chúng tớ nhé. Phải đó. Này các em, sao không vào lớp mà lại ở đây trêu chọc bạn thế? Trống sắp đánh rồi đó. Dạ, chúng em biết rồi ạ. Chúng em chào cô. Thôi nín đi cháu, trống đánh rồi, bà cháu mình dọn hàng thôi. Lại con bé rách rưới đấy chứ gì. Ngày nào chẳng thấy nó thập thò ngoài cửa sổ. Chẳng biết nó định làm gì nhỉ? Chẳng biết, nhà nó nghèo lắm. Không có cha mẹ mà ở với bà. Bà nó bán quà vặt ngoài cổng trường ấy. Ngày nào nó chẳng theo bà đến đây. Thế á, thảo nào, trông nó lôi thôi lết hết thế. Thùy, Hoa, hai em không đọc bài theo cô mà nói chuyện gì thế? Dạ thưa cô, không ạ. May mà kịp sửa xe, tới giờ vào lớp rồi. Ôi. Cô ơi, cô có sao không ạ? Cô không sao, cảm ơn em. Cặp của cô đây ạ. Cô vào lớp nhanh đi, trống đánh rồi. Ừ, mà em học lớp nào nhỉ? Dạ, em không học lớp nào, em là cháu của bà. Cậu có nhìn thấy không? Lại là nó đó. Tớ nhìn thấy rồi, lại cô bé rách rưới đó chứ gì. Ngày nào chẳng thấy nó thập thò ngoài cửa sổ. Không biết nó định làm gì nhỉ? Chẳng biết, nhà nó nghèo lắm. Không có cha mẹ mà ở với bà. Bà nó bán quà vặt ngoài cổng trường ấy. Ngày nào nó chẳng theo bà đến đây. À, có phải em ngày nào cũng đứng ngoài cửa sổ lớp cô không? Sao cô biết ạ? Cô ơi, cô đừng mắng em. Em chỉ đứng nghe cô giảng bài thôi ạ. Em... Từ hôm nay, em không được đứng ngoài cửa sổ nữa nha. Em xin lỗi cô. Nín đi, từ hôm nay, cô cho em vào lớp ngồi cùng các bạn nghe cô giảng bài nhé. Cô nói thật ạ. Em cảm ơn cô nhiều lắm. Cố gắng lên em nhé. Cô tin em sẽ học tốt. Carfield tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Carfield nhập khẩu bởi Sông Bạc Mạc. Chiếc xe đặc biệt. Ôi trời ơi, một đêm thật là dễ chịu. Không khí ở đây thật trong lành và sảng khoái làm sao. Thành phố này yên bình quá John à.
Ở kia có chợ kìa, tụi mình đi dạo quanh một lát, xem có món đồ gì hay hay thì mua về làm quà đi. Ừ. Tránh đường nào. Tránh đường cho siêu xe đi nào. Siêu xe tới đây. Ừ, siêu xe ư? Chắc người này hơi có vấn đề. Ông này mà đi vào khu chợ có khi lại bị mọi người mắng tuệ chứ. Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Ôi, ngài bác lại lái chiếc siêu xe đi chơi hả? Trong ngày hôm nay lịch thiệp thật. Chắc ngài lại đi đón bà nhà và con trai đấy ạ. À. Tôi đang trên đường mang chiếc siêu xe yêu quý này đến cửa hàng để bảo dưỡng. Phải chạy thật tốt mới chở vợ con được chứ. Cửa hàng bảo dưỡng chiếc xe đặc biệt này ư? Nơi này thật là lạ lùng đấy. Ồ vậy chúc ngài đi đường may mắn. Mọi người bán hàng vui vẻ nha. Tội nghiệp. Trong ông ấy vẫn còn trẻ, khỏe thế mà đã bị... Chắc các anh là khách du lịch nên không biết đấy. Đây là ngày mắt ở thị trấn này của chúng tôi đấy. Thôi nào, đi ra phố khác chơi đi. Cái ông lão bị thần kinh ấy có gì mà phải quan tâm. Ông ta không thần kinh đâu, ông ấy chỉ không bình thường chút thôi. Không bình thường chút thôi á? Ờ, vậy theo ông thế nào là thần kinh? Ông ấy vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, biết đi và biết về nhà. Ờ, tôi chưa nghe thấy trường hợp này bao giờ. Nhưng tại sao ông ta lại bị như thế? Kể từ khi vợ con ông ấy bị tai nạn qua đời, ông ấy hôm nào cũng một lần cưỡi chiếc chổi đó và nói đi đón họ. Vậy sao mọi người không nói rõ? Cái mà ông ấy cưỡi là một chiếc chổi chứ không phải là chiếc ô tô. Đó là cuộc sống, là niềm hy vọng của ông ấy. Không ai nỡ làm như vậy cả. Ở đây ai cũng tôn trọng cuộc sống của ông ấy. Với chiếc siêu xe đặc biệt như vậy, ông ấy còn có cả một bằng lái, có một tiệm chuyên nhận sửa xe riêng để phục vụ cho ông ấy nữa cơ. Các anh bảo dưỡng siêu xe này cho ta nha. Được thôi ngài, chúng tôi sẽ làm cho chiếc xe của ngài chạy êm như mới. Xin mời ngài xuất trình giấy phép lái xe. Rất tốt ngày mắt, chúc ngày một ngày vui vẻ. Chúng tôi, những người sống ở thị trấn nhỏ này, ai cũng có ý thức được, cần tạo cho ông ấy hạnh phúc trong cuộc sống riêng đặc biệt của mình. Và các anh thấy đấy, ông ấy đang rất vui với cuộc sống hiện tại. Thì ra là như vậy. Đúng là nơi đây, cảnh vật con người thật đặc biệt. Cảm ơn bác nhé. Chào hai chàng trai, chúc buổi sáng tốt lành nha. Chào ngài, chúc ngài có nhiều niềm vui. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Song Phạc Ma. Ngày xưa. Thế nào được? Hôm nay anh có bài kiểm tra toán một tiết, không đi thì chết dở. Đừng lo, hôm nay để mẹ đưa con đi nha. Xe đạp nhà mình hôm qua thủng xăm, đã kịp phá đâu mẹ. Không có xe đạp thì mẹ cõng con đi, lo cái gì, từ đây đến trường có một cây thôi mà. Nghỉ kiểm tra một tiết thế nào được? Thôi, nhanh nhanh không lại muộn học con. Con ở nhà một lát, mẹ về ngay nhé. Mẹ với anh đi cẩn thận nhé. Mẹ, mẹ mệt chưa? Mẹ để con xuống, tới đây con đi được rồi. Mệt gì đâu, con cứ ở yên, không bẩn hết đồng phục mới bây giờ. Sắp tới trường rồi, đừng lo. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Chà bố anh, sau này mẹ già yếu, đến lượt ăn cổng mẹ đó nha chưa.
mẹ với em lên chơi, sao không báo con trước để con cho người ra đón? Thôi, con bận nhiều việc, mẹ với em đi xe khách cũng tiện mà. Mẹ mau vào nhà đi, để con bảo bà Thơm chuẩn bị bữa tối. Mẹ, mẹ ăn đi, thịt bò nhập khẩu từ Úc về đấy, ở quê chẳng có đâu. Nết, ăn đi em, ăn nhiều cho khỏe, con gái con đứa gì mà cứ gầy nhơm thế kia. Kệ em, mà đợt này em với mẹ lên chơi, chị dâu lại đi vắng, chán quá à. Ừ, chị đi du lịch Nhật Bản với công ty rồi, tour đặt trước cả tháng nên không hủy được. Mà hai vợ chồng sớm tính chuyện sinh con đi chứ, cũng đến lúc rồi đấy con ạ. Mẹ, mẹ đừng có lo, con lớn rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu. Alo, tôi nghe đây. À, cậu đấy à. Ai, tiếc quá, đành hẹn các cậu hôm sau vậy. Hôm nay mẹ tớ với em gái ở quê ra chơi. Ừ, thế gặp sau nha. Có mấy đứa bạn đại học ở nước ngoài về, gọi con đến họp mặt mẹ ạ. Thế sao con không đi với các bạn? Mẹ với em ở nhà cũng được, mẹ còn ở đây mấy hôm nữa cơ mà. Thế thì ngại quá. À phải rồi, tiện đường con đưa mẹ với em hết qua siêu thị, con tặng mẹ với em ấy mấy bộ quần áo mới nha. Thôi, anh cứ đi đi, kệ mẹ và em ở nhà được rồi. Ê, không được, ai lại thế? Chả lẽ mẹ với em ở quê lên chơi, lại để hai người ở nhà? Để con đưa mẹ và em vào siêu thị, chơi rồi mua đồ luôn. Mẹ, đến rồi, siêu thị ở bên kia đường kìa. Thôi chết, mua rồi anh hai ơi. Hay anh cho em với mẹ về đi. Ôi trời, có sao đâu, bên trong siêu thị có mưa đâu mà lo. Vậy thì anh hai vòng xe sang đường đi, chứ đứng đây làm gì. Qua đó anh lại phải đi vòng qua ngã tư mới sang được. Bạn anh nó đang đợi rồi. Thôi, em với mẹ đi bộ sang đi, đằng sau có cái ô đó. Đi bộ sang á? Nhưng đường trên này đông thế, lại còn mưa nữa, em sợ. Có một đoạn mà sợ cái gì. Thôi tiền nè, em cầm đi mà mua sắm. Đưa mẹ sang đường cẩn thận, anh đang vội, phải đi luôn đây. Khi nào xong thì gọi taxi về nha. Mẹ ơi, con không quen đường phố, sợ quá à. Lại mưa thế này, con sợ đường trơn mẹ sẽ ngã mất. Anh hai cũng thật là, ngày xưa còn nhỏ, bao nhiêu lần mưa to, nước ngập hết đường từ nhà đến trường, mẹ toàn cõng anh ấy đi học. Thế mà bây giờ, có một đoạn đường anh ấy cũng không đưa mẹ sang được nữa. Con đừng nói anh con như vậy, chắc anh đang vội. Thôi, mẹ con mình bắt xe về đi con, đường thành phố đông đúc, mẹ không có quen. Hy vọng, sau này có con, anh ấy sẽ hiểu được lòng mẹ. Cafeu, tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Song Phạc Ma. Lá thư của vợ. Anh là một người thông minh, anh phải biết rằng nếu anh khai ra toàn bộ tang vật anh đã giấu thì chắc chắn anh sẽ được giảm án. Anh đừng hỏi nữa, không ít gì đâu. Sao rồi? Hắn ngoan cố lắm, đã một tháng nay không hé răng nửa lời. Nghe nói hắn nổi tiếng là một tên máu lạnh, mặt hắn rất lì lợm, mặt lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc. Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thế này. Anh hãy thành thật khai nhận để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu không, khi chúng tôi tìm ra bằng chứng phạm tội, anh sẽ phải chịu mức án rất nặng. Anh có biết anh ngoan cố thế này thì... thì tù mọt gông chứ gì. Thưa anh, vợ của tên tội phạm cứng đầu gửi thư cho hắn. Cậu gửi trả lại đi. Hắn là tội phạm đặc biệt, không được nhận bất cứ thứ gì từ bên ngoài. Vâng, em sẽ gửi lại. Khoan đã, đưa tôi xem.
Thôi được, cậu đưa vào cho hắn đi. Vâng, thưa anh. Anh có thư này. Là thư của vợ anh. Anh ơi, chúng mình sắp có con rồi đó. Em có bầu đã được 3 tháng. Dạo này em ngán lắm. Giá mà có anh ở bên em lúc này. Mình sắp được làm bố rồi. Làm bố ư? Để làm gì chứ? Nó sẽ nghĩ thế nào về một người bố như mình? Bác sĩ nói chỉ một tuần nữa thôi là con sẽ chào đời anh à. Em yêu anh, ngày đêm mong anh về. Hôm nay anh lại có thư nè. Cảm ơn cán bộ. Anh ơi, con mình sinh ngày 4 tháng 9 anh à. Con trai nặng 3,4 kg, giống anh lắm. Em và con sẽ chờ ngày anh trở về. Hãy cố gắng để về thật nhanh anh nhé. Yêu anh, tôi đã là bố rồi. Con trai, bố yêu con. Em và con sẽ chờ ngày anh trở về. Yêu anh. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!